quý vị, hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 1 năm 2021. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao hôm qua, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin về kế hoạch đón đưa công dân Việt Nam ở các quốc gia và vùng lãnh thổ về nước trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán. Việc đưa công dân về nước thì cũng phải phù hợp với cái tình hình dịch bệnh diễn ra ở trên thế giới, ở trong nước và cái năng lực cách ly ở trong nước. Do cái chủng mới của virus COVID-19 lây lan nhanh ở một số nước trên thế giới, thì vừa qua ngày 5 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có văn bản ban hành yêu cầu hạn chế các cái chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Trường hợp thực sự cần thiết thì từng chuyến bay đón người về thì phải được các bộ ngành liên quan thống nhất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Là hiện cũng có rất là nhiều người Việt Nam đăng ký về nước từ nay cho đến Tết Nguyên đán. Bộ Ngoại giao thì đang phối hợp với các bộ ngành và các địa phương cũng như các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng kế hoạch đưa những công dân có nhu cầu thực sự khẩn thiết về nước nhằm đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh cũng như là năng lực cách ly ở trong nước. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, cơ quan chức năng của Việt Nam đã phối hợp cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hãng hàng không trong và ngoài nước, thực hiện 299 chuyến bay đưa hơn 80.000 công dân từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar liên lạc với cơ quan sở tại, tìm cách xác minh, liên hệ để trao đổi trực tiếp với công dân nữ đang bị mắc kẹt tại Myanmar. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết trong năm 2020, diện bao phủ bảo hiểm xã hội cả nước được mở rộng với hơn 16,1 triệu người tham gia, đạt 32,7% lực lượng lao động trong độ tuổi. Với tỷ lệ bao phủ này, Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và về đích trước thời hạn. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là hơn 1,1 triệu người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019, bằng cả 12 năm trước cộng lại. Số người tham gia bảo hiểm y tế khoảng 88 triệu người, chiếm 90,85% dân số, vượt 0,15% chỉ tiêu nghị quyết số 01 của chính phủ. Cũng trong năm 2020, Bảo hiểm xã hội đã đưa ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VSSID vào hoạt động. Chỉ sau 2 tháng, đã có hơn 300.000 người dân tham gia sử dụng ứng dụng này. Đặc biệt, trong bối cảnh miền Trung liên tiếp gặp bão lũ, ứng dụng này đã giúp người dân thanh toán khám chữa bệnh mà không cần thẻ bảo hiểm y tế giấy. Trong năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện, phát triển ứng dụng bảo hiểm xã hội số để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Trước thềm năm mới Tân Sửu năm 2021, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã có buổi gặp mặt và trao đổi thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí khu vực phía Nam. Đây là dịp để đơn vị nhìn lại công tác phối hợp tuyên truyền trong năm 2020 và định hướng cho năm mới. Năm 2020, dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trong đó nổi bật là bảo vệ vững chắc chủ quyền không để xảy ra căng thẳng trên biển, bảo vệ ngư trường, nhà giàn DK1, DK2, huấn luyện chiến đấu giúp đỡ bà con phòng chống dịch COVID-19, chống hạn mặn và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Vùng 2 Hải quân. Trên hành trình đó, đơn vị đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan báo đài trong việc tuyên truyền định hướng dư luận, chống lại những luận điệu xuyên tạc về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đây là những thành quả mà đơn vị mong muốn được tiếp tục duy trì và phát triển mạnh hơn nữa trong năm mới Tân Sửu 2021. Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cũng đã khen thưởng cho 18 cá nhân có thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng trong năm 2020, tập thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới, sáng tạo để đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm 2020, thanh niên khối đã chủ động tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó tập trung vào công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, hỗ trợ dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn khối đã tặng 3 hệ thống xử lý nước RO, phát 150.000 lít nước sạch,
và tặng 300 phần quà cho gia đình chính sách với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, đoàn khối đã trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa, bê tông hóa 6 tuyến đường giao thông nông thôn và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho 2 tuyến đường, trao tặng 184 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Công tác bồi dưỡng thế hệ kế cận cũng được quan tâm, với việc kết nạp mới 212 đoàn viên, tiến hành giới thiệu 852 đoàn viên ưu tú cho đảng. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Quốc Thuận đề nghị Ban Thường vụ Đoàn khối tiếp tục phát huy tính xung kích của đoàn viên thanh niên để tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan đơn vị. Ngoài ra tiến hành phân tích chất lượng đảng viên trẻ để xem xét quy hoạch nguồn vào vị trí lãnh đạo cơ sở. Việc tạm dừng thi công các hạng mục công trình thuộc dự án ngăn triều chống ngập do công ty Trung Nam làm chủ đầu tư có nguy cơ dẫn đến mất an toàn giao thông đường thủy. Mới đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối hợp với chủ đầu tư thực hiện các phương án để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là trong thời điểm cận Tết Nguyên Đán. Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Trung tâm Quản lý đường thủy thuộc Sở Giao thông Vận tải khẩn trương phối hợp Công ty Trung Nam và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa tại các công trình đã được chấp thuận lắp đặt theo phương án bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, đề xuất lắp đặt bổ sung biển báo phù hợp để đảm bảo an toàn hoạt động giao thông đường thủy trên đường thủy nội địa. Sở Giao thông sẽ phối hợp với Công an thành phố, Thanh tra Sở và các sở ngành liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát để đánh giá cái tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy. Trường hợp mà phát hiện những cái bất cập có thể gây nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy thì Sở Giao thông sẽ có phương án điều chỉnh, bổ sung các phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trong dịp Tết. Trước khi thi công trở lại, Công ty Trung Nam sẽ lập phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy phù hợp với điều kiện thi công thực tế của các công trình, gửi Sở Giao thông Vận tải để xem xét thông qua. Nhà đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với an toàn công trình và an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình thuộc dự án. Đến hẹn lại lên, dịp cận Tết Nguyên Đán là thời điểm các doanh nghiệp bánh kẹo tung ra thị trường nhiều mẫu mã mới vì nhu cầu tiêu thụ tăng cao hơn bình thường. Nhưng đồng thời thời điểm này cũng là lúc nỗi lo hàng giả, hàng nhái lại xuất hiện. Việc bánh kẹo giả và nhái tràn lan không chỉ gây ảnh hưởng đến những nhà sản xuất làm ăn chân chính, mà hơn hết là còn khiến cho sức khỏe của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Cái là bây giờ các thương hiệu ở ngoài nó nhái rất tinh vi và rất khó nhìn vào mắt thường. Nếu mà mua trúng những cái kiểu loại nhái như vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của em rất là cáu. Tại chợ Bình Tây, quận 5, nhiều loại bánh kẹo được bán với giá thành rẻ hơn nhiều so với các loại thương hiệu. Người bán cũng tiết lộ nguồn gốc sản phẩm. Cái này nhiêu anh? Cái này dạ, 30. Một ký thì nhiêu? Ký hả? Ký 70 ngàn. Mấy ngàn? Bánh này là bánh thường á. Trung Quốc, ủa Trung Quốc mắc hơn hả? Đúng rồi, Trung Quốc ngon hơn. Sao Trung Quốc mắc hơn được? Ngon hơn. Trung Quốc thì thường nó mắc hơn thường Việt Nam mình. Tại vài chợ truyền thống, nhiều mặt hàng giả nhái các nhãn hiệu nổi tiếng bày bán công khai. Chẳng hạn hộp bánh nhái thương hiệu quen thuộc này có giá chỉ 25.000 đồng. Cái kia là Danisa đúng không anh? Danisa. Danisa mẫu hàng nhái. Bánh này em mua trúng của nó là 230, 240 một hộp. À, là đúng của nó luôn á. Đúng của nó. Còn mà em mua loại kia thì mấy loại này là toàn là giả mạo mà. Nhái không à? Thật sự ra chúng ta nhìn kỹ thì cái tên của nó hơi bị thay đổi một tí xíu, thay đổi một cái đuôi hay là thay đổi khúc đầu, nhưng mà khi mà phát âm lên thì nó cũng rất giống. Và thứ hai là mẫu mã bao bì cũng rất là giống, mà bên trong ruột lại là những cái loại hàng mà có thể nói là trôi nổi ở đâu. Thì những cái hàng nhái, hàng rẻ bao giờ nó cũng rẻ hơn nhiều so với cái hàng chính hãng. Những ngày cuối năm, nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm lại càng nóng. Từ những thực phẩm thiết yếu như thịt, cá, trái cây, cho đến những mặt hàng dịp Tết như bánh kẹo, mứt. Đây là thời điểm mà hàng nhập lậu, hàng giả được các đối tượng tuồn ra thị trường. Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn gần Tết cũng tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xử lý khi phát hiện hàng kém chất lượng. Kết hợp với các cái lực lượng chính quyền địa phương, nắm chắc cái địa bàn cũng như là đối tượng, và cụ thể là các cái đường dây ổ nhóm, các cái đối tượng chủ mưu cầm đầu, cũng như là cái phương thức thủ đoạn trong cái của bọn buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không đảm bảo chất lượng, để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền, tăng cường cái tần suất kiểm tra trên các cái địa bàn được phân công. Hiện có nhiều loại bánh kẹo nổi tiếng khác cũng bị phù phép với những cái tên na ná
gây hoang mang cho người tiêu dùng. Các sản phẩm bánh kẹo này thường là 3-0, không nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng. Một số người kinh doanh đó, người ta lại làm một cái chiêu trò khác nữa, tức là người ta sử dụng những cái sản phẩm mà bị hết hạn sử dụng, rồi người ta mua về người ta lại đổi cái bao bì bên ngoài đi để cho nó có cái hạn sử dụng mới hơn để mà bán ra ngoài. Thì như vậy thì nó là một cái vấn đề nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng. Thì nó có rất nhiều cái chất mà nó bị oxy hóa, có nhiều cái chất nó bị biến đổi và nó không còn tốt cho sức khỏe của mình nữa. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng cần lưu ý mua bánh kẹo của những thương hiệu có uy tín. Trên nhãn phải thể hiện rõ nguồn gốc, có địa chỉ cụ thể của nhà sản xuất. Quan sát đúng tên thương hiệu, bởi nhiều hàng nhái được làm sai lệch 1 đến 2 ký tự để đánh lừa người tiêu dùng. Mua hàng tại các điểm bán chính thống như siêu thị, đại lý, cửa hàng tạp hóa uy tín, tin cậy. Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục điểm báo. Trong mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội. Đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của cách mạng khoa học và công nghệ, đội ngũ trí thức trở thành nguồn lực đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh của mỗi quốc gia trong chiến lược phát triển. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khi thế giới đang tiến hành cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đội ngũ trí thức nói chung, trong đó các nhà trí thức khoa học công nghệ đóng vai trò động lực, đi đầu trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ ở nhiều lĩnh vực. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng tới đây với tầm nhìn đến năm 2030-2045 sẽ chú trọng nội dung về tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, phục vụ sự nghiệp đổi mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Mới đây thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề nghị chính phủ quan tâm và chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung vào danh sách nghề nặng nhọc đối với giáo viên bậc mầm non và giáo viên dạy môn giáo dục thể chất, vì đây là đối tượng phải làm việc với thời lượng nhiều, liên tục, áp lực công việc lớn, và nếu được thông qua thì các nhóm giáo viên này sẽ được về hưu sớm hơn quy định, nam ở độ tuổi 57, nữ ở độ tuổi 55. Trong khi đó thì tuổi nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đã được điều chỉnh theo lộ trình, đến khi đủ 62 tuổi với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi với nữ vào năm 2035. Các trường đại học lớn đang dành từ 50 cho đến 70% tổng chỉ tiêu mỗi năm để xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực trong năm 2021. Từ hôm nay đến ngày 5 tháng 3, thí sinh sẽ đăng ký dự thi đợt 1. Ngày thi là ngày 28 tháng 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, An Giang, Nha Trang, Đà Nẵng và hai điểm thi mới là Bạc Liêu và Buôn Ma Thuột. Kết quả thi đợt 1 được dự kiến công bố ngày 5 tháng 4. Ở đợt 2, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở cổng đăng ký dự thi từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 và tổ chức thi vào ngày 4 tháng 7 tại 4 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Nha Trang và Đà Nẵng. Kết quả của đợt 2 sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 7. Những bó dây điện, cáp viễn thông chằng chịt như là mạng nhện từng khiến cho Thành phố Hồ Chí Minh mất vẻ mỹ quan, nhưng hiện tại thì đã khác, những mạng nhện khổng lồ này đã vắng bóng dần. Và 10 năm qua, thì ngành điện đã trải qua quá trình thực hiện ngầm hóa, còn ngành viễn thông đã chuyển từ chỉnh trang làm gọn tiến tới ngầm hóa cáp viễn thông. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn tất ngầm hóa lưới điện và cáp viễn thông khu vực quận 1 và quận 3. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, thì thành phố sẽ hoàn tất ngầm hóa các tuyến đường liên quận, các tuyến đường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua. Mục tiêu là ngầm hóa 500 km lưới điện trung thế và 800 km lưới điện hạ thế. Marjorie Taylor Greene, nữ nghị sĩ Cộng hòa theo nhóm cực hữu, tuyên bố sẽ đệ trình điều khoản luận tội ông Biden vào ngày đầu tiên ông trở thành tổng thống vì tội lạm dụng quyền lực. Bà Greene đăng tải thông tin này trên Twitter vào ngày 13 tháng 1 giờ Mỹ, song không nói rõ chi tiết căn cứ luận tội. Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 theo giờ Mỹ. Ông hiện vẫn là một công dân được bảo vệ đặc biệt và không có cơ sở cho việc lạm quyền. Trong khi đó, Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump với cáo buộc kích động bạo loạn, khiến ông hiện là Tổng thống Mỹ duy nhất trong lịch sử bị luận tội hai lần. 232 nhà lập pháp, bao gồm 10 nghị sĩ Cộng hòa, ủng hộ luận tội Tổng thống, trong khi 197 người phản đối.
Tuy nhiên, ông Trump không thể bị cách chức bởi lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện. Mitch McConnell nói rằng phiên tòa luận tội sẽ chỉ diễn ra sau khi Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ. Thêm một trang mạng xã hội nữa là Snapchat đã tuyên bố cấm Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng nền tảng này do những lo ngại gia tăng bất ổn trong thời gian Tổng thống đắc cử Joe Biden chuẩn bị nhậm chức. Snapchat cho biết họ đình chỉ tài khoản của Tổng thống Trump vô thời hạn vì lý do đảm bảo an toàn cho cộng đồng dựa trên những lần ông Trump tìm cách lan truyền thông tin sai lệch, vốn đi ngược lại chính sách của Snapchat. Giám đốc điều hành Twitter Jack Dorsey đã tuyên bố ủng hộ quyết định trên, song cho rằng điều này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm khi gây chia rẽ, hạn chế việc học hỏi, chia sẻ thông tin. Ông Dorsey thừa nhận lệnh cấm cũng là sự thất bại của mạng xã hội Twitter trong việc thúc đẩy những cuộc trò chuyện lành mạnh. Tòa án tối cao Hàn Quốc hôm qua tuyên bố giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye vì tội nhận hối lộ và các tội danh khác. Ngoài ra, bà còn phải nộp phạt tổng cộng 21,5 tỷ won, tức gần 20 triệu đô la Mỹ. Vì kết luận mức án cũng khiến bà Park có đủ điều kiện xin Tổng thống Hàn Quốc đặc xá. Bà Park, 68 tuổi, cho rằng bà là nạn nhân của chiến dịch trả thù chính trị. Bà bị giam giữ từ tháng 10 năm 2017 và không có mặt tại tòa để nghe phán quyết. Bà Park bị phế truất vào tháng 3 năm 2017 do bê bối lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ. Bà bị cáo buộc thông đồng với người bạn thân Choi Soon-sil để buộc các tập đoàn lớn như Samsung và Lotte quyên góp 77,4 tỷ won cho hai quỹ mà bà Choi kiểm soát. Năm 2018, bà tiếp tục bị truy tố cấu kết với các trợ lý để nhận 3,5 tỷ won tiền đút lót từ ba cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia NES trong vòng 3 năm, từ năm 2013 tới năm 2016. Liên quan tới vụ việc này, Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong sẽ đối mặt với phán quyết cuối cùng của tòa án vào ngày 18 tháng 1 vì tội hối lộ một trợ lý của bà Park. Ngày 14 tháng 1, thì nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã có mặt tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc để chuẩn bị tiến hành cuộc điều tra nhằm xác định nguồn gốc của dịch bệnh COVID-19. Theo người phát ngôn WHO Tarik Jasarevic, nhóm chuyên gia này sẽ tìm hiểu nhiều vấn đề khác nhau trong những ngày đầu của đại dịch. Phần lớn các nhà khoa học tin rằng virus có nguồn gốc tự nhiên và họ virus corona có nguồn gốc từ dơi. Chúng tôi vẫn cần phải tìm hiểu và thu thập dữ liệu. Ông Jasarevic cho biết thêm, việc tìm ra nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 từ động vật có thể khó khăn, nhưng việc nghiên cứu mối liên hệ giữa các loại virus có thể giúp lý giải cách mà dịch bệnh đã lây nhiễm từ động vật sang người, từ đó có thể xây dựng các biện pháp phòng ngừa cần thiết đối với các dịch bệnh trong tương lai. Các chuyên gia sẽ cách ly trong 2 tuần, sau đó thực hiện cuộc điều tra trong 1 tuần. Nhóm chuyên gia này gồm 10 người đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có một đại diện của Việt Nam là ông Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia hàng đầu về y tế nông nghiệp tại Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế. Ngày 14 tháng 1, cơ quan chức năng Philippines đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine do hai hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp phát triển. Đây cũng là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được Manila phê chuẩn. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Philippines FDA xác nhận vaccine của Pfizer-BioNTech với tác dụng lên tới 95% sẽ đem lại hiệu quả phòng COVID-19 cho người dân nước này. Ngoài ra, cơ quan trên cho biết đang xem xét cấp phép tương tự đối với vaccine do công ty Sinovac của Trung Quốc phát triển. Trước đó, Bộ Y tế Philippines cho hay nước này đang trong giai đoạn hoàn tất các thỏa thuận với nhiều nhà sản xuất vaccine khác như Moderna, Johnson & Johnson, Viện Gamaleya của Nga để có thể tiêm chủng cho ít nhất 60-70% dân số. Philippines hiện đã ghi nhận gần nửa triệu trường hợp mắc COVID-19, trong đó có gần 10.000 ca tử vong. Theo báo cáo của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Hoang dã WWF, thì khoảng 43 triệu hecta rừng trên toàn thế giới đã biến mất do nạn phá rừng kể từ năm 2004 đến năm 2017. Theo WWF, thì nông nghiệp thương mại gồm có trồng trọt và chăn nuôi là nguyên nhân chính của nạn phá rừng này. Các khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là vùng rừng nhiệt đới Amazon của Brazil, Bolivia, Paraguay và Argentina. Ngoài ra, rừng trên đảo Sumatra và Borneo ở Indonesia và Malaysia cũng bị tác động mạnh mẽ. Tình trạng này khiến các hệ sinh thái dễ bị tổn thương, ảnh hưởng đến môi trường sống của nhiều loài. Điều này thúc đẩy sự tiếp xúc giữa các loài hoang dã và con người, do đó lây truyền sang con người các bệnh có nguồn gốc động vật. Sự biến mất rừng cũng khiến cho việc hấp thụ một lượng khí nhà kính do hoạt động của con người thải ra cũng bị giảm sút. Báo cáo cũng kêu gọi các quốc gia và khu vực kinh tế phải quyết liệt chống lại nạn phá rừng, đặc biệt phải đảm bảo quyền của người dân bản địa.
Tối qua, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 26 do báo Người Lao Động tổ chức đã gọi tên những chủ nhân tượng Mai Vàng của 13 hạng mục tiêu biểu. Nhiều bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng vì những cái tên được xướng lên đều nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một năm qua. Nhiều tiết mục được đầu tư sáng tạo như ca cảnh Ai ơi nhớ về miền Trung, nhạc kịch Chung tay đánh bay Corona đã giúp Mai Vàng 2020 cân bằng hai yếu tố, sang trọng cho phần lễ và giải trí cho phần hội. 1 triệu lá cờ tổ quốc cùng ngư dân bám biển, và bên cạnh đó là chương trình Trái tim miền Trung cùng hướng đến đồng bào miền Trung cùng khắc phục những hậu quả sau thiên tai. Thì đây là hai cái hoạt động rất lớn của báo chúng tôi trong năm qua, và chúng tôi đã thực hiện bằng những cái tiết mục nghệ thuật để vinh danh tôn vinh cái hoạt động này. Bên cạnh đó tạo cái sức lan tỏa đối với bạn đọc, đối với cộng đồng, nhất là đối với nghệ sĩ, bởi vì người nghệ sĩ trước hết phải là cái người nghệ sĩ công dân, phải có những cái tinh thần trách nhiệm để cùng chăm lo với cái đời sống chung của xã hội. Bên cạnh đó, kết quả luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ chính là điều đã tạo nên sức hấp dẫn đến giờ phút chót của chương trình. Mai Vàng luôn luôn tôn trọng công chúng, sự đánh giá của công chúng, và bên cạnh đó có sự đánh giá rất công tâm, rất sát sao của hội đồng nghệ thuật. Chính vì vậy, Mai Vàng cho đến bữa nay vẫn giữ được cái truyền thống là luôn luôn sát sao với cuộc sống, luôn luôn đảm bảo sự công tâm, công bằng ở mức độ cao nhất. Qua cái mùa giải tôi theo dõi thì thấy đó là có ý nghĩa rất là tốt, rèn luyện cái đạo đức của người nghệ sĩ khi hoạt động chương trình nhân nghệ hoặc lao động nghệ thuật gì đó, thì chúng ta phải phấn đấu như thế nào để rồi đạt thành quả tốt nhất. Cái thành tựu của người nghệ sĩ đã được các giải thưởng và đặc biệt là giải Mai Vàng lần này ghi nhận và giới thiệu trước công chúng, thì đó là một cái niềm hết sức hãnh diện và hạnh phúc đối với một người nghệ sĩ. Năm nay, vở diễn sân khấu được yêu thích nhất được trao cho tác phẩm cải lương Áo cưới trước cổng chùa. Bộ phim được yêu thích nhất là Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy. Siêu trí tuệ Việt Nam của kênh HTV2 nhận giải thưởng chương trình truyền hình được yêu thích nhất. 10 hạng mục khác cũng được trao cho các chủ nhân xứng đáng. Kể từ năm ngoái, giải Mai Vàng có thêm một hoạt động ý nghĩa là chương trình Mai Vàng Nhân Ái. Năm 2020, chương trình nhận được tài trợ 1 tỷ đồng để hỗ trợ 100 văn nghệ sĩ có đời sống khó khăn tại các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng sẽ được vinh danh từ năm nay như một sự khích lệ những nghệ sĩ đã hết lòng với hoạt động thiện nguyện. Hai nghệ sĩ được bạn đọc báo Người Lao Động bình chọn và trao giải là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và MC Đại Nghĩa. Nghĩa cũng mong rằng cái sức lan tỏa của cái giải thưởng này nó sẽ rộng hơn để cho nhiều người có cái động lực để có thể tiếp tục làm những cái công việc mang lại cái lợi ích cho tất cả những người xung quanh, đặc biệt là cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ trao giải, gala Mai Vàng Tết Yêu Thương sẽ diễn ra vào đêm 28 tháng 1 nhằm ngày 19 tháng Chạp năm Canh Tý tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đêm biểu diễn phục vụ và giao lưu của nghệ sĩ đoạt giải Mai Vàng 2020 và các nghệ sĩ khách mời với công nhân, người lao động, trao tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại nghĩa tình, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo của một thành phố tràn đầy sức sống, năng động nhưng vẫn gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Thưa quý vị, đường hoa Tân Sửu 2021 đã là năm thứ 18 thực hiện đường hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, và với mỗi năm thì ban tổ chức cũng như các nghệ nhân cũng đã rất nỗ lực để chuyển tải những cái thông điệp ý nghĩa đến với người dân và du khách. Và năm Tân Sửu thì linh vật con trâu sẽ được thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng trải nghiệm. Tại các xưởng chế tác ở thành phố Hồ Chí Minh, những linh vật đại diện cho Tết Tân Sửu 2021 đã được hoàn thiện 60-70%. Thay vì tạo hình nhân cách hóa như những linh vật của các năm trước, linh vật trâu năm nay được thiết kế bằng ngôn ngữ mới thiên về tính tạo hình và kiến trúc. Thông điệp lớn của nhà thiết kế là muốn tạo về chú trâu thân thiện, hiền hòa, thông minh. Trên con trâu cổng đầu chúng ta sẽ thấy cái hoa văn và họa tiết được giữ nguyên bản là những cái lá sen khô. Nó là một cái gọi là về dân tộc, và cái hình tượng hoa sen, lá sen nó cũng là cái hình tượng của dân tộc. Bên cạnh đó thì cái phần chuyển động của con trâu cổng đầu đó, nó cũng là một cái nét ấn tượng cho mọi người. Những cái linh vật đó thường là nó sẽ cử động, cho nên là năm nay thì cũng không ngoại lệ là con trâu của mình sẽ cử động đầu và đuôi. Dự kiến là tới ngày 25 tháng 1 là sẽ ra quân ngoài đường hoa Nguyễn Huệ để mình thi công lắp đặt. Thì hiện tại thì cái tiến độ nó làm được khoảng 70% rồi. Tại là anh em đang tập trung để mà hoàn thiện những cái khâu cuối cùng của đường hoa, đó là
khâu hoàn thiện, trang trí những cái linh vật. Bức tranh đa sắc màu của đường hoa Nguyễn Huệ 2021 còn được tô điểm qua những tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của đại diện 10 lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngôn ngữ bao trùm trong thiết kế đường hoa Nguyễn Huệ là thiết kế hữu cơ, truyền tải thông điệp xanh, lối sống thân thiện với môi trường. Năm 2009 thì linh vật là một chú trâu theo phong cách truyền thống, đứng bên cái đụng rơm, đứng bên cái lũy tre làng. Năm nay là cả một cái gia đình trâu. Với một cái phong cách thiết kế hiện đại hơn, nó cũng thể hiện được cái ý tưởng là văn minh hiện đại của chủ đề của năm nay. Nó thể hiện được cái giá trị truyền thống của một cái đại gia đình, của một sự đoàn kết toàn thành phố chúng ta để mà thực hiện cái quyết tâm của nghị quyết đại hội đảng bộ. Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu 2021 sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19 giờ ngày 9 tháng 2 đến 21 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2021, tức từ 28 tháng Chạp âm lịch đến mùng 4 Tết Tân Sửu. Những năm gần đây, các sản phẩm độc lạ để trưng trong những ngày Tết luôn được nhiều người săn đón. Năm nay, quýt hồng lên chậu và bưởi tạo hình dù có giá khá cao nhưng được dự báo sẽ hút hàng. Với kinh nghiệm hơn 15 năm trồng quýt hồng lên chậu tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, ông Ràng cho biết năm nay do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên số lượng quýt tại vườn giảm hơn so với năm trước và việc canh trái đúng dịp Tết cũng khó hơn. Do đó, quýt hồng chậu năm nay dự báo sẽ tiếp tục hút hàng. Năm nay thì nó khó hơn, cái thứ nhất là bị năm nhừng. Năm nhừng thì tức là nó phải trễ đi một tháng. Thì có những cây là nó bị xì đọt, rồi thành ra nó gặp có khó khăn là lấy bông với lấy trái năm nay cũng hơi khó mọi năm. Mùa mưa năm nay nó kéo dài, không có năm nào mà nó kéo dài mưa tới một tháng rưỡi đó. Tức là 45 ngày, 50 ngày mưa xuống, xuyên suốt. Mà cái giai đoạn mưa đó là cái giai đoạn quýt hồng dễ sanh bệnh. Còn đây là gần 3.000 m² trồng bưởi da xanh của anh Nguyễn Văn Hoàng, cụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò. Năm nay, anh dự định sẽ cung cấp ra thị trường hơn 200 cặp bưởi với các tạo hình như thỏi vàng, hồ lô, giọt nước với các chữ tài, lộc in nổi. Giá cho mỗi cặp bưởi này dao động khoảng 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng. Người ta cũng biết tới, thì người ta cũng đặt, mình cũng còn vài chục cặp nữa là hết rồi. Dự định của anh năm tới, những cái nhà mà kinh doanh thì người ta đặt của mình mấy chục cặp, anh làm cái tên thương hiệu của cái doanh nghiệp trên đó luôn. Từ quýt hồng lên chậu đến bưởi khắc chữ tạo hình được thị trường tiêu thụ mạnh dịp Tết, cho thấy nhu cầu của người dân đối với các loại hàng nông sản độc lạ luôn ở mức cao, đồng thời cho thấy tư duy đổi mới trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người nông dân. Phần cuối bản tin là một sự kiện thú vị. Thời tiết ấn tượng kết hợp với các chương trình nghệ thuật ấn tượng, du khách sẽ có một mùa cuối năm đáng nhớ với lễ hội mùa đông đang diễn ra tại khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend, Lào Cai cho đến ngày 31 tháng 1 sắp tới. Lễ hội mùa đông Phan Xipang là một trong những hoạt động thường niên được khu du lịch Sun World Phan Xipang Legend tổ chức vào dịp năm mới, với nội dung, cách thức, chủ đề thay đổi mỗi năm để du khách đến với lễ hội năm sau lại thấy mới lạ, cuốn hút hơn năm trước. Lễ hội mùa đông năm nay tại Sun World Phan Xipang Legend sẽ mang đến cho du khách một thiên đường tuyết rơi với cái lạnh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc. Lễ hội thì mang tính chất riêng của Sapa và chỉ có ở Sapa. Đó là như lễ hội tuyết, lễ hội mở cổng trời. Tại lễ hội mùa đông Phan Xipang, du khách đến với Sapa thời điểm này cũng sẽ được check-in rặng anh đào Nhật Bản đang nở rực rỡ tại hồ trung tâm thị xã và có nhiều cơ hội săn băng, săn tuyết trên đỉnh Phan Xipang. Khung cảnh tuyết rơi này mình thấy trong phim ảnh nhiều mà được trải nghiệm thực tế thì mình rất là ấn tượng. Khi mà em nghe thấy là ở Sapa là có cây hoa anh đào Nhật thì em đã phải đi ngay lên đây và công nhận là nó thật là đẹp. Năm nay với chủ đề Thiên đường tuyết rơi, khu du lịch đã dày công kiến tạo khung cảnh được trang hoàng lung linh. Lễ hội mùa đông tại Sun World Phan Xipang Legend còn có những tiết mục nghệ thuật và nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.